Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình xin trình bày phần đề tài cuối kỳ của nhóm mình là điều khiển đèn qua Bluetooth dùng MeetUp Inventor với sự hướng dẫn của giáo viên là thạc sĩ Nguyễn Văn Hiệp. Nhóm của mình gồm có 3 thành viên, là đầu tiên là bạn Phạm Duy Pháp, thứ hai là mình tên là Hồ Trung Hậu, và thứ ba là bạn Trần Thanh Hoài. Phần 1 bao gồm là tổng quan về đề tài, giới thiệu về MeetUp Inventor, tạo giao diện cho MeetUp Inventor. Phần 2 là xây dựng hệ thống, giới thiệu về phần cứng là Arduino Uno R3, module Bluetooth HC05, giới thiệu phần mềm lập trình Arduino IDE và sơ đồ nguyên lý, giao diện app Inventor. Phần 3 là đánh giá kết quả, hướng phát triển, câu hỏi củng cố. Tổng quan về đề tài là hiện nay trong cuộc sống có rất nhiều thiết bị, việc điều khiển và vận hành một thiết bị là vấn đề rất quan trọng. Để tối ưu hóa, tự động hóa việc điều khiển đó, nên những cách điều khiển thiết bị từ xa, ứng dụng khoa học công nghệ đã được ra đời. Điều khiển ví dụ như là điều khiển thiết bị bằng giọng nói, điều khiển thiết bị bằng Bluetooth, điều khiển thiết bị bằng tin nhắn SMS, điều khiển thiết bị qua Wi-Fi. Giới thiệu về MeetUp Inventor. App Inventor là một ứng dụng web mã nguồn mở được cung cấp bởi Google từ tháng 7 năm 2010. App Inventor sẽ hoạt động dựa trên nền tảng di động Android. Giao diện của App Inventor bao gồm các khối hộp, bên trong là các đoạn mã. Khi sử dụng, người dùng sẽ kéo thả các khối này vào bản mã để tiến hành lắp ghép thành một ứng dụng hoàn chỉnh. Thứ hai là giới thiệu về Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 là một bo mạch vi điều khiển được phát triển bởi Arduino.cc, một nền tảng điện tử mã nguồn mở chủ yếu dựa trên vi điều khiển AVR ATmega 328B. Đây là sơ đồ chân của Arduino Uno R3. Đó. Một vài thông số kỹ thuật của Arduino Uno R3 là vi điều khiển sử dụng cho nó là ATmega 328, họ 8 bit, điện áp hoạt động là 5V DC, chỉ được cấp qua cổng USB, tần số hoạt động là 16 MHz, dòng tiêu thụ là khoảng 30 mA. Điện áp khuyên dùng là từ 7 đến 12V DC, điện áp vào giới hạn là từ 6 đến 20V DC, số chân digital là 16 chân, trong đó có 6 chân dùng để băm xung BWM, số chân analog là cũng gồm có 6 chân, độ phân giải 10 bit, dòng tối đa trên mỗi chân IO là 30 mA, dòng ra tối đa 5V, dòng ra tối đa 3,3V, 50 mA. Bộ nhớ flash của nó là 32 KB, với 0,5 KB dùng bởi bootloader, SRAM là 2 KB, EEPROM là 1 KB. Giới thiệu về module Bluetooth HC05. Đây là hình ảnh của module Bluetooth HC05. Module thu phát Bluetooth HC05 dùng để thiết lập kết nối serial giữa hai thiết bị bằng sóng Bluetooth. HC05 là thiết bị Bluetooth tốt nhất sử dụng giao thức truyền thông UART. Thông số kỹ thuật. Điện áp hoạt động là từ 3,3 đến 5V. Dòng tải khi gấp đôi là 30 A, khi truyền tải là 8 mA. Tốc độ bao của UART có thể tùy chỉnh từ 1.200, 2.400, 4.800, 9.600. Giải tần số hoạt động là 2,4 GHz. Chế độ hoạt động là slave. Phương thức của Bluetooth là 2.0. Kích thước là 26.9 x 13 x 2.2 mm. Tiếp theo xin giới thiệu về phương thức truyền UART.
UAD là từ viết tắt của Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Đây là chuẩn giao tiếp nói tiếp với sự hỗ trợ của phần cứng. Mục đích chính của UAD là truyền và nhận dữ liệu nói tiếp. Chuẩn giao tiếp UAD sử dụng hai dây để truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị. Dây đầu tiên là dây TX, dây truyền dữ liệu. Dây thứ hai là dây RX, dây nhận dữ liệu. Theo đây là sơ đồ nguyên lý của mạch, bao gồm là con Arduino Uno R3 được kết nối với một cái đèn LED, một cái bóng LED và một điện trở để hạn dòng. Module Bluetooth HC05 chân RX của module sẽ được nối với chân TX của Arduino. Chân TX của module sẽ được nối với chân RX của Arduino. Và VCC thì sẽ được nối với 5V, chân GND thì sẽ được nối với đất. Dạ, kính thưa thầy và các bạn, em là thành viên thứ hai của nhóm 21. Thì đề tài của nhóm em là điều khiển đèn, cài đặt thời gian tắt mở đèn, tăng giảm độ sáng thì thông qua Bluetooth và dùng cái MeetUp Inventor. Tiếp theo là em sẽ trình bày về cái phần code của Arduino. Thì trước tiên nói về tới code Arduino thì em xin trình bày lại một cái phần cứng của giao diện. Giao diện được thiết kế trên MeetUp. Đầu tiên sẽ là điều chỉnh up down của giờ phút giây để mình cài đặt thời gian tắt mở cho đèn. Thứ hai là chỉnh điều khiển on off thiết bị trực tiếp. Và cuối cùng là mình điều khiển độ sáng của đèn. Cái thời gian mình cài đặt xong mình sẽ có một cái button này để dùng để bắt đầu và cái reset thời gian. Em xin đi vào cái code của Arduino. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái phần thời gian và cái bảng khai báo cái chân ra led. Cái chân ra led này em sẽ chọn chân số 5 trên Arduino, bởi vì đây là chân sum cho phép xuất dữ liệu dạng analog. Và một cái đèn báo này để thể hiện khi mình có cài đặt timer. Lệnh đây có nghĩa là dữ liệu gửi từ Bluetooth về Arduino. Thì đầu tiên mình sẽ báo tốc độ truyền UAD của Arduino và Bluetooth, khai báo các chân nó ra. Tiếp theo là mình khởi tạo cái thời gian để cho nó lưu trữ trong Arduino. Vào cái chương trình chính thì đầu tiên Arduino sẽ kiểm tra coi có dữ liệu nào từ Bluetooth gửi về hay không. Nếu có thì đây là các cái hàm mà khi mà Arduino nhận được dữ liệu từ Bluetooth. Thì theo cái phần mà phần cứng tụi em setup trên giao diện thì cái phím up down của giờ và up down của phút và giây và cái phím bắt đầu và cái phím reset thì nó tương đương với các dữ liệu mà khi sau khi mình nhấn nó sẽ Bluetooth sẽ gửi về Arduino như sau. Phím up thì của giờ thì sẽ là lệnh số 1, ký tự số 1. Phím down sẽ là số 2, tương tự cho phút số 3, số 4. Cuối cùng là giây là số 5 và số 6. Lệnh reset là lệnh số 9 và cái lệnh mà bắt đầu để cho timer đếm ngược là lệnh số 7. Lệnh ký tự gửi về số 7. Lệnh gửi về có ký tự là số 7.
chúng ta sẽ cập nhật thời gian là một lần nữa. Và sau khi mình setup xong, mình nhấn phím bắt đầu thì thời gian sẽ đếm ngược. Thì cái hàm đếm ngược của tụi em sẽ cho giây, giây, phút, giờ và đếm. Đếm ngược về, giây sẽ đếm trước, xong tới phút, xong tới giờ. Trong cái thời gian đếm, trong khi timer đếm thì cái em viết thêm một cái hàm để báo hiệu cho đèn led. Đèn led này để báo hiệu là có timer đang hoạt động. Ban đầu thì cái đèn báo này sẽ tắt, mà khi mà có cài đặt timer thì đèn báo này sẽ nhấp nháy với tần số là 50 mili giây. Tiếp theo là từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 9. Thì cái đó là phần cài đặt của timer cho nó ra led. Tiếp theo là cái phần mà mình điều khiển đèn. Điều khiển đèn cũng là điều khiển một cái chân đèn đó, nhưng mà gọi là trực tiếp. Thì khi mình nhấn phím on off như đây thì Bluetooth sẽ gửi một cái dữ liệu. Tụi em đặt cho nó dữ liệu, nó là dữ liệu A. Thì cái chân của ngón ra của led thì sẽ lên mức cao, ngược lại thì chân B, ký tự B thì sẽ xuống mức thấp. Và phần cuối cùng thì là phần phần dimmer, cho led. Thì ban đầu mà em cũng có nói là cái chân này là chân sung, thì mình sẽ phân sung ra cho cái chân led này. Thì tương ứng với các cái dải điện áp từ 0 đến 5V thì cái chân sung này cho phép phân sung ở dạng 8 bit, từ 0 đến 2 mũ 8 trừ 1, tương đương với từ 0 đến 5V điện áp. Thì mình sẽ phân ra từng cấp, cho ngõ ra. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái độ sáng của nó sẽ thay đổi với các ký tự mà từ Bluetooth gửi về, E, F, K, G, H, K, L, M. Thì nó tương đương với một cái thanh trượt. Trên cái thanh trượt này, giá trị mark của nó sẽ là 255, tương ứng với các phân khúc. Đây là một cái slider trên mid của em thiết kế. Và như vậy là từ một cái ngõ ra led thì có ba cái phần điều khiển dành cho một cái chân đó. Thứ nhất là điều khiển on off độc lập, thứ hai là điều khiển on off theo timer, tiếp theo phần cuối cùng là điều khiển dimmer cho cái chân led đó. Như vậy là cái code của Arno chỉ có như vậy. Tiếp theo là sẽ nói về cái phần giao diện của mid app và cái cách mà để tạo ra được. Mình sẽ mời các bạn thành viên cuối cùng của mình để trình bày tiếp ạ. Đầu tiên thì em xin chào thầy và các bạn. Thì em tên sẽ giới thiệu, em tên là Phạm Duy Pháp. Thì tiếp theo em sẽ thuyết trình về cái phần tạo editor. Thì đầu tiên sẽ là cái phần thiết kế giao diện cho cái app. Thì đây là cái app mà nhóm đã thực hiện. Thì giao diện của app sẽ gồm cái phần kết nối Bluetooth, phần hiển thị thời gian, cái phần kết nối nhắn tăng giảm để điều khiển timer. Ở đây là cái nút nhấn tăng giảm của giờ phút giây. Ở đây là nút nhấn timer. Đây là nút nhấn reset. Ở đây là cái thanh slider để điều khiển được cái độ sáng của đèn. Ở đây là cái button
on. Và tiếp theo thì em sẽ trình bày về cái phần block để thiết kế cái code cho cái app emitter này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái giao diện chính, thì vào screen chúng ta sẽ lôi cái hàm green này. Chúng ta sẽ lấy cái hàm green integer này ra. Sau đó là chúng ta sẽ call cái hàm activity static này. Thì cái hàm activity static này thì nó có chức năng là khi mà chúng ta mở cái app lên, nếu mà chúng ta chưa có bật Bluetooth ấy, thì nó sẽ thông báo lên và bắt chúng ta là phải mở Bluetooth lên để kết nối thì nó cái app nó mới hoạt động. Và nếu như chúng ta gọi cái hàm blink Bluetooth blink connect address này ra và scroll với cái tín hiệu TinyDB này, TinyDB guest follow ở đây, thì cái này là cái địa chỉ để chúng ta là lưu lại. Tag ở đây là mask mask address là cái địa chỉ mà chúng ta đã lưu lại. Sau đó thì set cái danh sách Bluetooth này, background này lên màu màu xanh, và set cái danh sách Bluetooth tag này với cái hàm TinyDB, và chúng ta đã đặt ở đây là cái địa chỉ là mask address name và cái follow tag ở đây là không. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái thiết kế cái danh sách Bluetooth. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái hàm đấy là danh sách Bluetooth after picking. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh là scroll Bluetooth clean connect address. Nói với lại cái danh sách Bluetooth selection là cái danh sách mà Bluetooth được lựa chọn. Thì khi mà lựa chọn đúng thì sẽ set cái danh sách Bluetooth background này lên màu xanh và set cái Bluetooth tag này sẽ nói với lại cái danh sách Bluetooth selection mà chúng ta đã lựa chọn. Và ngược lại thì sẽ set cái danh sách Bluetooth này với cái background là màu đỏ và set cái danh sách Bluetooth tag này đó là chọn thiết bị, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn lại thiết bị Bluetooth cho đúng. Sau đó thì con cái TinyDB là lên là gọi lại cái địa chỉ mà chúng ta đã lưu lại ở đây. Chúng ta sẽ gầm cái hàm submit text start và leak ở đây. Ở đây thì có gọi cái địa chỉ ở đây là mask address là chúng ta đã đặt tên ở trên đây, và tag ở đây là nói với lại cái danh sách mà danh sách Bluetooth selection đã được lựa chọn. Và star đây là cái biến mà dữ liệu là từ 1 đến 17. Và call cái tín hiệu DB này lên và cũng được nói với cái tín hiệu địa chỉ đó là MAC address anh em mà chúng ta đã đặt ở trên, và danh sách vào follow to store là cái danh sách Bluetooth mà chúng ta đã được lựa chọn. Và không thể thiếu đó là cái hòm mà cái hàm mà danh sách Bluetooth before picking này chúng ta sẽ để ở trên là cái hàm mà gọi trước, thì chúng ta sẽ set cái danh sách Bluetooth element này với cái Bluetooth clean address name. Tiếp theo thì sẽ là cái phần dữ liệu để hiển thị cái timer clock. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái biến dữ liệu. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm global này, global name to, thì ở đây ta sẽ sửa cái tên này là thành cái biến là dữ liệu. Thì sẽ nói với lại cái một cái danh sách rỗng, tạo tạo một cái danh sách rỗng và gọi cái hàm clock, gọi gọi hàm clock đây ra, clock timer. Thì nếu mà cái tín hiệu Bluetooth clean
đã được connect, và cái giá trị và cái Bluetooth string là cái giá trị nhận đánh lớn hơn không, thì sẽ set cái global dữ liệu này lên và gắn lại cái giá trị nhận đến mà là đã nhận được cái lúc này. Thì nếu mà cái độ dài của cái clip này, nếu mà nó gắn với lại cái dữ liệu nhận được từ ở trên, nếu mà nó lớn hơn và bằng 1 thì sẽ set hiển thị thời gian bằng cái stack này với cái dữ liệu cái global dữ liệu này. Tiếp theo thì sẽ đến với cái phần các nút nhấn tăng giảm của để điều chỉnh của giờ phút giây. Thì đầu tiên sẽ là cái nút nhấn giờ up, thin down. Giờ up, thin down. Giờ up, thin down. Thì nếu có tín hiệu Bluetooth clean để được connect, có nghĩa là có tín hiệu Bluetooth, thì sẽ gọi cái hàm call clean này send text, có nghĩa là gửi một cái lệnh đi với một cái lệnh là bằng 1. Thì cái lệnh bằng 1 ở đây thì nó sẽ tương ứng với lại cái code bên Arduino. Khi mà gửi cái lệnh bằng 1 thì giờ sẽ cầm cộng sẽ tăng lên 1. Và khi mà thin down rồi thì chúng ta sẽ gọi một cái hàm nó tên là boosting giờ up, thin up. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhấn xuống thì nó sẽ gửi đi một cái lệnh bằng 1, và khi ta nhả ra thì nó sẽ không có một thì nó sẽ không có gửi cái tín hiệu gì cả. Thì ở đây thì thin up thì nếu mà có cái lệnh Bluetooth được connect ở đây thì nó sẽ gửi một cái lệnh Bluetooth clean ở đây, là gửi một cái lệnh là ở đây là bằng không, có nghĩa là không có sử dụng một cái lệnh, không có gửi một cái đề gửi đi một cái gì cả. Thì tương tự như đó thì các boosting giờ down, tin down và boosting giờ down, tin up thì sẽ gửi đi có cái lệnh là hai, và cũng như là các cái nút nhấn tăng giảm của phút và giây thì cũng như là vậy, nó cũng sẽ gửi đi cái lệnh là 3, 4, 5, 6, tương thích với cái code Arduino mà chúng ta đã soạn ở bên Arduino đây. 2, 3, 4, 5 và 6. Thì đó là cái phần về các nút nhấn giờ phút giây. Thì tiếp theo là các nút nhấn timer. Thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái nút nhấn timer ở đây. Thì ta sẽ gọi cái hàm boosting timer relay up. Khi mà có cái tín hiệu Bluetooth được connect ở đây thì nó sẽ call cái Bluetooth clean này gửi đi cái lệnh bằng 7. Bằng 7 ở đây là kích hoạt cái timer. Đây. Timer và điều chỉnh timer. Và button reset thì cũng tương tự như vậy, thì sẽ gửi đi cái lệnh là bằng 9 và tương ứng với cái code Arduino mà chúng ta đã soạn. Và cuối cùng là cái boosting relay 1. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi cái hàm là boosting relay 1 click. Và ở đây thì nếu mà có tín hiệu Bluetooth connect ở đây thì nếu mà cái boosting relay này, email này bằng một cái BTN of ở đây, có nghĩa là boosting relay một email bằng một cái hình nào đó, ở đây là BTN of là bằng một hình như thế này, thì sẽ call cái tín hiệu Bluetooth clean này sẽ gửi đi một cái lệnh là A,
và set cái Bluetooth email này là thành BTN on. Đây. Có nghĩa là khi ta nhấn on thì nó sẽ hiện lên một cái trạng thái như thế này. Và khi ta nhấn về off thì nó sẽ hiển thị như thế này. Và ngược lại thì sẽ gửi cái tín hiệu Bluetooth clean này với cái lệnh là B và set cái button relay về lại cái BTN0. Và cuối cùng là cái phần slider, lại đây là cái phần điều chỉnh tăng giảm độ sáng của đèn. Thì đầu tiên ta gọi cái hàm slider position này ra. Và cũng tương tự như các cái hàm của các cái nút nhấn thì đầu tiên thì sẽ có cái lệnh là Bluetooth clean is connect, đó là có tín hiệu Bluetooth để được kết nối. Thì nếu nếu mà cái giá trị không nếu mà cái giá trị của slider bằng không thì sẽ gửi một cái lệnh, đó là Bluetooth clean này sẽ gửi đi một cái lệnh là e e ở đây. Và nếu như cái giá trị của cái slider này lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 sẽ gửi đi cái lệnh là S. Và tương tự như vậy, 10 đến 30, nằm trong khoảng 10 đến 30 sẽ gửi đi lệnh là G. Và tương tự như thế, đến 180 đến 255 sẽ gửi đi cái lệnh là M. Thì các cái giá trị ở đây là gì? Thì các cái giá trị ở đây là từ 0 đến 200 255, có nghĩa là sẽ tương ứng với lại cái code Arduino ở bên đây. Là cái giá trị analog của cái chân BWM sẽ là từ 0 đến 255. Thì tương ứng với từ 0 đến 255 là từ 0 đến 5V sẽ điều chỉnh được cái tăng giảm của cái độ sáng của đèn. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái khoảng cách để cho nó phù hợp, để chúng ta nhìn rõ hơn được cái độ sáng cũng như là tăng giảm của đèn. Và đây là toàn bộ cái phần block cũng như là phần design của cái app của nhóm. Thì sau đây thì sẽ là cái phần demo của cái app cũng như là đề tài điều khiển LED của nhóm. Thì đầu tiên sẽ là cái nút nhấn on off để điều chỉnh nút nhấn vật lý của đèn. Tiếp theo sẽ là phần dimmer để điều chỉnh được cái độ sáng. Ở đây thì ta chọn có cái mức để điều chỉnh độ sáng cho phù hợp. Tiếp đến thì sẽ là cái phần timer. Thì ta sẽ cài đặt các nút nhấn. Ở đây thì ta cài đặt 5 giây. Và khi ta nhấn button timer thì sau 5 giây thì đèn sẽ tắt. Và cái LED báo sẽ nhấp nháy. Thì mình xin kết thúc phần trình bày về đề tài điều khiển thiết bị thông qua Bluetooth. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thì các bạn đừng quên để lại một like, comment và đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Mr. Khẩu Trang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.